Đấy, ông bán chó. Ông mà... Đấy. Ông bán chó, ông mà đi ngang là chó nhà em sẽ sủa. Chó nhà em là thần thú nên nghe tới bán chó là rất là ghét. Đây là đồ ăn của rái cá Ti Ti thưa quý vị. 60.000 tép chết. Và những con cá em xin được khi đi ngao á, thì những con gì chết em sẽ xin lại để cho rái cá ăn. Phóng sanh cũng là cách mà để kiếm ăn cho rái cá. Dạ. Chị Ti, stand up. Đây, go home. Chị Ti. Chị Ti, stand up. Đứng lên cầu. Chị Ti. Ở đây với Tion được bảo vệ không? Vô rừng mà không có kỹ năng sống bây giờ là chết với người ta liền. Cá mà họ bắt sạch mỗi ngày luôn. Cái cá rất là thông minh đáo để luôn á. Phải là chùm cuối luôn á. Ti Ti phải là chùm cuối Ti Ti mới thoát được con người. Ti Ti stand up. Phóng sanh thì có đồ ăn cho Ti Ti. Cá đi ngao thì xin. Tôm tép chết này thì mua. Của mấy người đi te chích điện á. Bởi vì Ti Ti stand up. Bởi vì không thể, chưa thể thôi, dừng lại cái hành động này được. Nếu người ta không làm cái này thì người ta lấy gì sống? Nhà nước tài trợ cho người ta đừng sát sanh hả? Thật ra nhà nước có thể làm được điều đó nếu bảo vệ các khu rừng, phát triển cây cối, cây ăn quả, rau củ sạch cho miễn phí. Nhà nước chỉ cần bảo vệ các khu rừng 30% rừng của quốc gia thôi. Nhưng nhà nước hình như là không có làm được như thế. Ti Ti. Nên á, động vật á, cấm người ta bắt hại. Mà rừng á, cho các loài vật sống thì không có. Nghịch lý là như thế. Nên động vật vẫn tuyệt chủng. Càng sẽ bị tuyệt chủng nếu con người không quan tâm mà không quan tâm đúng cách. Giống như phóng sanh là mình phải phóng đúng cách. Như em giải cứu các loài vật trong tự nhiên, em làm đúng cách như vậy là ý nghĩa. Còn nếu mọi người phóng sanh mà đi thả những cái con xâm lấn ở môi trường khác vô cái môi trường này thì nó sống không được. Và nó sống được thì nó cũng giết hại những cái con trong môi trường này. Lại là phóng sanh sai cách. Còn rái cá để bảo tồn nó, như đã nói, phải sống trong thiên nhiên với nó. Mọi người làm được. Mọi người dạy nó bơi kỹ năng, lấy lại bản năng của nó được thì nó phát triển. Còn đẩy nó vô trong rừng luôn là nó chết. Những con rái cá con này mà không có người nuôi nó, chắc chắn nó sẽ bị hại chết, bị đói chết, bị những con vật khác giết nó. Những loài đối kháng với rái cá trong thiên nhiên vẫn có. Và con người là mối hiểm họa nguy hiểm nhất đối với rái cá. Đó, nó nghe tiếng xe cộ người ta là nó bỏ chạy. Ti Ti stand up. Trong khu vườn thật sự là không còn an toàn cho rái cá nữa. Mấy con này ở chung với rái cá vẫn là mối hiểm họa của nó. Dành thức ăn với nó. Đây, thấy chưa?
chỉ là con chó thôi đó quý vị. Nên cái công việc của em là chân thật. Không ủng hộ em chắc chắn quý vị đã hủy hoại đất nước này của mình. Thiên nhiên động vật không ai dành thời gian để cống hiến, để giúp đỡ đâu. Hey, mấy thằng kia không chịu vô nhà, bây giờ đòi vô rồi. Cho Ti Ti ăn xong cái đó, chứ để mấy thằng kia vô nó giành hết. Go home. Đi, go home. Cái gì đó? Chết cha, cái ông bán chó ổng quăng đồ ăn ra. Rồi con này nó ngu, nó giành ăn hết. Mày ăn vô mày chết. Đi, go home. Dạ. Đó. Ổng quăng ra một cái bịch gì rất là thúi. Và con này nó ăn. Và đứa nào ngu thì cứ mình để cho nó chết đi à. Đúng không à? Những con vật nó khổ như vậy á, con người luôn tìm cách hãm hại nó. Em kêu tụi nó đi vô nhà mà nó không vô. Và cái con mà thích ăn cái đồ bẩn đấy. Đó, đó, ai có chó bán nào không vô kệ. Em để cho mọi người coi. Đó, đó, đó. Đó, hung dữ, giành ăn. Đó. Ông bán chó là ông. Người ta có ăn thịt chó thì mới có người bán chó. Người ta muốn bán rái cá, muốn bắt rái cá làm thú cưng. Thật sự con Ti Ti này, em chia sẻ em nói vậy á. Dạ. Ổng chạy qua chạy lại. Tụi chó của em nó rất ghét ông bán chó. Ti Ti stand up. Ti Ti stand up. Stand up please. Ti Ti stand up please. Nói tụi con không nghe, ông bán chó ông xử tụi con á. Ổng là đang muốn bắt con nhiều nhất cửa bông. Tại vì con quá là mập. Mập như vậy ổng bắt ổng bán tiền không. Còn con là cầy tơ, nói không nghe, người ta bắt ăn thịt. Con Ti Ti nó nghe ông bán chó, nó chạy đi vô trong nhà luôn rồi. Nó chạy đi về nhà của nó rồi. Còn con Hánh Y nữa, rất là ngu nha. Go home. Go home. Chính xác. Những con ngu ngốc là sẽ bị giết. Ông bán chó ông hại. Happy. Happy funny. Happy funny. Lucky lucky. Ông bán chó ông chào ăn cái gì à, đúng không? Ông dụ vì đó. Ngu.
ăn được cái gì rồi? Ở đây em cũng canh ông bán chó luôn à. Em coi ổng hại chó như thế nào. Nếu ổng hại mấy con chó của em thì nó được đi đầu thai. Em sẽ dạy cho mấy con chó của em không có sự oán hận, lỡ bị chết thì đi vãng sanh thôi. Hai cái thằng này nó ngu lắm. Đây là hai cái thằng mà ngu nhất nhà đây. Bơi lội á thì không bơi. Người ta thì cứ vứt rác, và nó ra đây là nó ăn rác. Thế nào cũng một ngày ăn đồ của ông bán chó và bị ổng đánh thuốc mê là chết, xỉu, rồi ổng hốt. Nhưng số hai đứa này nó quá may mắn, đâu phải lúc nào nó cũng thoát ra khỏi ngoài nhà để như vậy. Chỉ sợ là ổng cho nó ăn mấy cái chất bã mà nó chết thì ổng cũng mua không được. Bắn điện này kia các kiểu. Dạ, những cái thứ dơ giấy người ta vứt ra hai thằng này nó ăn.